chào mừng các quý khán giả, quý thầy cô và các bạn đã đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với phương châm chia sẻ là niềm vui. Các clip trước mình đã chia sẻ cho các quý thầy cô, các bạn và các khán giả là các trang web mà dùng để hỗ trợ cho quý thầy cô trong việc trộn đề, trắc nghiệm với 3 phần. Đó là phần 1 là trắc nghiệm nhiều lựa chọn, phần 2 trắc nghiệm đúng sai và phần 3 là trả lời ngắn bằng cách điền số. Hôm nay kênh Vũ Thi Hôm xin chia sẻ cho quý thầy cô là khi chúng ta đã trộn với đề như vậy thì chúng ta sẽ chấm cái phiếu trắc nghiệm đó như thế nào. Thì xin chia sẻ với thầy cô là một cái app ở trên điện thoại cũng mới vừa ra, bằng cách là chấm ba dạng mới, trắc nghiệm ba dạng mới như vậy một cách rất là nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí, chấm không giới hạn. Thì cái app này có tên là gì và thực hiện như thế nào, xin mời các quý khán giả, quý thầy cô và các bạn xem bước chia sẻ sau đây. Để đi vào bước thứ nhất là chúng ta sẽ chọn cái phiếu chấm. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt chung ở trên cái app trên điện thoại. Phần thứ ba là chúng ta nhập đáp án. Phần thứ tư là chúng ta tiến hành chấm. Và phần thứ năm là chúng ta xem lại bài đã chấm và chúng ta xuất phai điểm. Rồi sau đây là xin chia sẻ với cô là các cái bước như vậy. Rồi bước đầu tiên là quý thầy cô sẽ mở cái điện thoại lên và quý thầy cô sẽ đăng nhập vào cửa hàng CS Play. Ở trong mục tìm kiếm quý thầy cô đánh vào là UNT chấm bài, nó sẽ ra một cái app như thế này. Đó, UNT chấm bài. Rồi quý thầy cô tiến hành cài đặt. Quý thầy cô sẽ thấy là cái giao diện nó là một cái nền xanh và một cái phiếu trắc nghiệm. Đó, quý thầy cô bên đây ghi là UNT chấm bài trắc nghiệm. Rồi quý thầy cô sẽ tiến hành cài đặt. Rồi sau khi quý thầy cô đã cài đặt xong thì nó sẽ hiện chữ mở. Quý thầy cô nhấp vô. Thấy một chữ mở này. Rồi, đây chính là giao diện của cái app UNT chấm bài trắc nghiệm này. Thì đầu tiên quý thầy cô nhìn phía bên dưới này, nó sẽ có những cái chức năng, ví dụ là bài kiểm tra nè, quý thầy cô đang thấy là trên màn hình này. Hai là lớp học, thứ ba là file mẫu, và thứ tư là hỗ trợ, và thứ năm là khám phá. Như vậy thì đầu tiên quý thầy cô sẽ bước đầu tiên là quý thầy cô phải chọn cái file để chúng ta chấm là file trắc nghiệm. Quý thầy cô sẽ nhấp vào cái file mẫu ở dưới này, đó là file mẫu. Rồi quý thầy cô sẽ thấy một giao diện mới xuất hiện, thì tôi thấy là đây là cái file mẫu. File mẫu Excel nhập dữ liệu. Quý thầy cô không quan tâm cái này chút xíu. Cái này mình sẽ chia sẻ cho clip sau. Rồi, quý thầy cô sẽ quan tâm cái số 2, đó là mẫu trắc nghiệm trung học phổ thông. Thì đây có rất nhiều mẫu phiếu. Đó, có nhiều mẫu phiếu cho quý thầy cô. Mẫu phiếu là UNT tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Đó, quý thầy cô thấy đây chính là phiếu trắc nghiệm đã được cập nhật 2025. Đó. Rồi, cái phiếu thứ hai là phiếu là 18-4-6, có nghĩa là gì? 18 câu trắc nghiệm, 4 câu đúng sai và 6 câu trả lời ngắn. Đó. Và phiếu thứ ba đó là 30 câu trắc nghiệm, 8 câu đúng sai và 0 câu là trả lời ngắn. Rồi dưới chúng ta có 30 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, 6 câu đúng sai và 8 câu trả lời ngắn. Rồi cái mẫu phiếu tiếp theo là dành cho trắc nghiệm không. Đó là cái mẫu số 3. Cái mẫu số 3 đó là trắc nghiệm A, B, C, D. Đó là gồm mẫu phiếu là gồm 120 câu, 50 câu và 20 câu. Như vậy thì các quý thầy cô sẽ thích cái mẫu nào thì quý thầy cô sẽ đao cái phiếu đó về. Đó bằng cách nhấn vào cái phiếu đó. Ví dụ ở đây mình tải mình thường cho học sinh chấm là phiếu là 18, 8 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, 4 câu đúng sai và 6 câu trả lời ngắn. Là cái phiếu này. Đó, sau khi quý thầy cô nhấp vô, quý thầy cô sẽ thấy là quý thầy cô sẽ lưu lại một chia sẻ và in. Đó, giả sử là mình đã chia sẻ cho cái phiếu. Phiếu đây là cái phiếu là phiếu đầu tiên, đó là trên một phiếu thôi. Bạn chỉ là trên một phiếu. Rồi sai là cái phiếu A4 này nè, hai phiếu, nghĩa là hai bản trả lời trên hai phiếu. Ở đây mình sẽ tiết kiệm được giấy, nghĩa là một cái tờ A4 này mình sẽ cắt làm hai, thành hai phiếu. Rồi, đó chính là hai cái phiếu là 18 câu và 46. Đó. Rồi quý thầy cô nhấn chữ chia sẻ vào in. Hoặc là có thì cô lưu lại. Rồi quý thầy cô chia sẻ thì quý thầy cô nhấn chữ chia sẻ vào in thì quý thầy cô sẽ gửi đến Zalo của ai đó. Thì đây mình đã gửi đến Zalo cho bạn Thế Vũ nè. Đó. Những mẫu phiếu mà quý thầy cô vừa thấy đây. Đây, cái mẫu phiếu đây. Đó, cái mẫu phiếu là một form này. Và mẫu thứ hai là hai form trên một cái hai phiếu trả lời trắc nghiệm trên một tờ A4 nè, và phiếu trắc nghiệm là của trắc nghiệm trung học phổ thông 2025. Đó, sau đó quý thầy cô là nhờ đào về và in ra.
Rồi sau đây chia sẻ với thầy cô cái phiếu mà mình đã in ra nè. Đây là cái phiếu, là cái form phiếu. Đây quý thầy cô thấy đây là cái form phiếu là trắc nghiệm đó, mình thường thường dùng cho học sinh nè. Đó, thường dùng cho học sinh đó là 18 câu thật, nhiều lựa chọn hay là 4 phương án lựa chọn. Rồi con trong có 4 câu đúng sai và 6 câu trả lời ngắn. Đó quý thầy cô thấy mình thường dùng form này. Đó ở đây là trên một cái trang, cái phiếu này trên một trang. Nếu cô muốn tiết kiệm thì chúng ta sẽ trên cái phiếu thứ hai đó. Cái phiếu thứ hai là cái phiếu phiếu đây mình lên phiếu thứ hai. Đây là hai cái bảng trả lời trắc nghiệm này trên một phiếu. Đó quý thầy cô thấy nè, hai cái bảng trả lời trên một phiếu đó, cỡ 4 mình cách làm hai. Đó mình tiết kiệm được được giấy hơn. Rồi cái phiếu thứ ba đó là phiếu trung học phổ thông năm 2025, đó gồm là 40 câu nhiều lựa chọn, 8 câu đúng sai và 6 câu trả lời ngắn bằng cách điền số. Và đó chính là cái bước đầu tiên. Quý thầy cô sẽ thấy là mình sẽ chọn được cái file mẫu. Đó, chọn cái file mẫu để chúng ta tiến hành lựa chọn, tiến hành chấm trắc nghiệm. Rồi, bước thứ hai là các quý thầy cô sẽ tiến hành cài đặt trên cái phiếu này. Rồi, các quý thầy cô sẽ mở cái app lên. Đó, quý thầy cô sau khi tải phiếu xong, rồi bước thứ hai là quý thầy cô sẽ nhấn vào bài kiểm tra. Nhấn vào kiểm tra. Và quý thầy cô sẽ nhấn vào dấu cộng. Nhấn vào dấu cộng đó là bài kiểm tra. Những cái biểu cộng này là bài kiểm tra. Rồi các quý thầy cô sẽ tên, sẽ ghi tên là gì, tên bài kiểm tra quý thầy cô giống như là kiểm tra 15 phút. Rồi sau đó chúng ta lớp thì lớp cứ để mặc định như vậy. Rồi ngày của quý thầy cô. Rồi sau đó mẫu phiếu, đây quý thầy cô sẽ nhấp vào cái dấu mũi tên này để chúng ta chọn mẫu phiếu. Đó thì mẫu phiếu nãy mình chọn đó là 1846 để mình in ra. Rồi, hoặc là mẫu phiếu nào đó quý thầy cô lựa chọn. Ở đây là mình chọn là 1846, có nghĩa là 18 câu nhiều lựa chọn, 4 câu đúng sai và câu trả lời ngắn. Đó. Rồi sau đó mình sẽ cài đặt cái phần 1 là phần nhiều lựa chọn đây. Số câu giả sử là mình có 18 câu. Đó, đi số 18 vô. Rồi tiếp tục là điểm mỗi câu thì là 0.25. Giả sử mình bao nhiêu điểm thì mình cài đặt vô. 0.25. Đó, là được 4 điểm rưỡi. Rồi câu đúng sai là mình có được là 4 câu. Đó. Rồi quý cô sẽ thấy là điểm nè, điểm đúng một ý, ví dụ ở đây là 0.1, giống như của bộ là 0.1. Đó, đúng hai ý là 0.25. 0.25. Rồi, đúng ba ý là 0.75. 0.5. Đúng ý 0.5 á, quý thầy cô đánh rồi là 0.5. 0.5. Rồi đúng là 4 ý là 1 điểm. Đó, mình sẽ được là 4 điểm. Rồi phần điền số này, chúng ta có mấy câu chúng ta điền vô, giả sử đây là mình có 6 câu thì mình điền về 6 câu. Rồi điểm có một điểm của mỗi câu là 0.25. Đó, thì chúng ta thấy là được 1 điểm rưỡi này nè, là thang điểm này được 10 điểm. Rồi sau quý thầy cô đã cài đặt chung như vậy, rồi quý thầy cô nhấn chữ tạo. Rồi như là cái đề kiểm tra 15 phút, quý thầy cô đã được tạo. Rồi cái bước tiếp theo là các quý thầy cô sẽ nhập đáp án, quý thầy cô nhấp vào cái bài kiểm tra quý thầy cô và tạo đó, nhấp vô. Đó, rồi quý thầy cô sẽ nhập đáp án. Đó, nhập đáp án. Rồi ở đây là quý thầy cô sẽ thấy đáp án phía dưới này có dấu cộng màu vàng nè, quý thầy cô nhấp vô. Rồi, chúng ta sẽ tạo cái mã đề ứng với đáp án đó. Thì chúng ta có thể tạo đề thủ công nè. Quét từ unitclass.com thì mình sẽ chia sẻ với quý thầy cô clip sau. Rồi quét từ bài làm hay là từ văn bản, từ file Excel thì mình chia sẻ cho quý thầy cô clip sau. Còn bây giờ mình sẽ tạo một cái đề thủ công. Mở đề thủ công đây ha, nhập vào chữ thủ công đây. Nhập vào thủ công. Rồi sau đó quý thầy cô sẽ nhập cái mã đề. Quý thầy cô mã đề là mấy? Ví dụ là 001. Rồi quý thầy cô sẽ nhập từng phần vô. Ví dụ là A, B. Theo cái đáp án quý thầy cô đã chọn. Đó. Đó. Rồi quý thầy cô nhập phần, giả sử nhập phần 1 nè. Đó, cần có 18 câu nè. Đó. Nhập ngẫu. Rồi phần 2. Quý thầy cô thấy là phần 2 chúng ta nhập đúng. Đó đúng nghe sai sai thôi, ví dụ là đúng sai rồi sai đúng rồi đúng sai đúng còn câu nữa đúng sai đúng đó là quý thầy cô nhập vô ha. Và phần 3 là quý thầy cô sẽ nhập số vô, ví dụ như phần 3 nhập số vô. Rồi ví dụ là 2025 nhập là 2025
25 và nhớ lúc thì cô là gồm có 4 số thôi. Rồi dấu cộng số 2 mình ghi là trừ. Đó, gấp 2 lần. Dấu trừ là 2 2 2 5 22,5. Rồi 2,5 rồi. Tiếp tục là âm tiếp tục nha. 12,75. Rồi nhìn không có ký tự rồi. Để sử dụng là trừ 15 đi. Đó. Rồi câu số 4 là mình ghi là 20,5. Đó 20,5 đó. Rồi câu số 5. Cái đáp án là ví dụ là G là âm 100 âm 130 đó. Và cuối cùng là chỉ như là mình ghi là 13 số ha. 255. Đó, với thầy cô nhập cái đáp án điền số vô đây. Rồi sau đó với thầy cô nhấn chữ tạo. Rồi, đã có 3 đề. Đề có 3 câu chưa được đáp án. Rồi. Giả sử mình tạo có 3 câu này các bạn. 3 câu chưa nhập đáp án là mình sẽ kiểm tra lại 3 câu này. Nên nhớ là trong cái phần này mình có 3 câu chưa nhập đáp án đây, câu 1, câu 2, câu 3 đó. Mình sẽ đáp những chữ tạo. Rồi như vậy là cái đáp án của ba đề 1 đã được tạo. Đã được tạo. Rồi. Sau đó là quý thầy cô sẽ nhập với ba cái mã đề còn lại hoặc là nhiều cái mã đề quý thầy còn lại. Ví dụ ở đây mình đã nhập rồi nè. Ví dụ bài kiểm tra 15 phút mình đã nhập rồi nè. Đó. Quý thầy cô sẽ thấy đây. Đây có xuất hiện cái mã đề đó trên trên đây. Sau khi nhập rồi nè. Mã đề 001 nè. 002 nè. 101 nè. 112 nè. Đó. Rồi đó là cái bước thứ ba là mình đã nhập đáp án. Rồi bước thứ tư là quý thầy cô sẽ tiến hành là chấm. Chấm trắc nghiệm. Tiến hành chấm. Rồi các quý thầy cô sẽ thoát ra ngoài. Rồi các quý thầy cô sẽ nhấp vào cái bài kiểm tra mà quý thầy cô vừa làm. Đó. Rồi sau đó quý thầy cô sẽ thấy nhìn phía này là phía thầy cô chấm bài. Nhấp vô chấm bài. Đó. Rồi nhấp vô chấm bài. Rồi các quý thầy cô sẽ thấy 4 cái nút màu xanh, 4 hình ô màu xanh đó. Quý thầy cô sẽ đưa vô là 4 cái màu đen, 4 màu đen ở trên phiếu trắc nghiệm của chúng ta. Rồi đây xin chia sẻ giúp quý thầy cô mình đã chấm rồi, mình chia sẻ giúp quý thầy cô cái clip mình đã chấm cho quý thầy cô xem. Rồi mình sẽ chấm bài. Rồi quý thầy cô sẽ thấy mình đưa cái 4 cái ô vuông, 4 cái ô màu xanh đó vào 4 cái ô đen ở trên phía trắc nghiệm để quý thầy cô thấy nè. Đó, chấm được một bài. Rồi bài thứ hai, đó, chúng ta chấm bài thứ hai. Đó. Rồi chấm bài thứ ba. Rất là nhanh quý thầy cô. Chấm bài thứ tư. Và cái số bài chấm nó sẽ hiện lên trên góc bên trái màn hình quý thầy cô. Đây, ví dụ là bài số 5 nè. Đó, số 5 đây. Đó, quý thầy cô thấy số 5 này. Rồi, bài số 6 nè. Đó. Bài số 7. Bài số 8. Rồi giả sử mình chấm cho thầy cô là 8 bài. Rồi. Ở đây quý thầy cô sẽ thấy có sự cài đặt nhanh nè. Sau khi mà chúng ta chấm bài xong rồi đây, có chế độ cài đặt cho quý thầy cô. Đây có chế độ là cài đặt tốc độ chấm rất là hay. Cài đặt tốc độ chấm nè. Đó quý thầy cô có thể cho là nhấp vào cái mũi tên này để chúng ta thấy được là chúng ta có thể chấm nhanh. Nè, chấm nhanh chậm hay là rất là chậm. Nè, chấm nhanh chậm hay là rất là chậm để mà chúng ta có thể điều chỉnh được tốc độ chấm của chúng ta. Rồi. Và chúng ta có thể chỉnh cái khoảng thời gian giữa hai lần chấm luôn. Rất là hay. Thời gian giữa hai lần chấm, ví dụ ở đây là mặc định là 3 giây. Quý thầy cô có thể nhấn dấu vào mũi tên. Và chúng ta có thể là thấy là 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây đến 10 giây để thay đổi thời gian giữa hai lần chấm. Đó, đây là cái danh sách là các cái bài đã chấm. Đó, quý thầy cô có thể hiện lên đây. Đó, hiện số bài chấm và số điểm. Đó, chấm và số điểm. Quý thầy cô thấy chưa? Đó, rất là nhanh, rất và có một bài nó các bạn thấy con bài bị lỗi là màu đỏ nè, con bài này là bị lỗi màu đỏ nè, chúng ta sẽ nhấp chút xíu mình sẽ kiểm tra ha. Rồi sau đó mình sẽ coi cái bài màu đỏ này, nhấp vô thì các bạn thấy là cái nó sẽ là chúng ta nhấn vào chỉnh sửa, nó sai số báo danh, nó sai cái mã đề là chỉ có 2 số thôi, cái nhận dạng không có rõ, chỉ có 2 số 00 thôi, đó vậy nên thiếu một số rồi thì mình chỉnh như thế nào, nhấp vào chữ chỉnh sửa nè, thì cố vào chữ chỉnh sửa. Rồi, quý thầy cô sẽ thấy là ở đây cái mã đề của thầy cô sẽ thấy là mã đề 02 nè, mà ở đây là thiếu, chúng ta sẽ đánh vô.
đó, mình nhập vô, mình nhập vô là 002, à, mình nhập vô là 002, rồi sau đó mình lưu, sau đó mình lưu lại. Chúng ta coi thấy là cái tích xanh này là cái màu xanh là chính là cái câu đúng, còn cái màu đỏ là chính là câu sai, và cái màu xanh dương là đáp, là có đáp án. Rồi sau khi quý thầy cô đã chấm xong rồi thì các quý thầy cô sẽ đánh xuất file đây. Và có xuất file này sẽ có hai cái dạng, đó là xuất file với dạng là PDF. Đó, dạng là PDF. Và thứ hai là chúng ta sẽ xuất file với dạng Excel để mà chúng ta có thể chỉnh sửa. Còn file PDF này chúng ta có thể là gửi cho học sinh. Đó, quý thầy cô sẽ xử quý thầy cô hai file này ha. Đó, quý thầy cô sẽ lưu và chia sẻ. Rồi đang lấy dữ liệu. Rồi mình có thể chia sẻ qua Zalo cho nhóm lớp. Đó. Giả sử mình chia sẻ cho cái bạn Thế Vũ nè. Rồi sau khi chia sẻ xong, sau đó mình xin mời sẽ mở lên cho quý thầy cô xem cái file mình vừa gửi nha. Cái bài kiểm tra 15 phút đây. Mình mở cho quý thầy cô xem nha. Cái dạng là PDF. Đó, quý thầy cô sẽ thấy đây. À, đây điểm từng phần mã đề, à, điểm từng phần, à, điểm tổng nè, và điểm từng phần, à, đây tên của cái tên chúng ta nè, à, điểm điểm tổng, điểm từng phần, và mã đề, à, đây là cái file PDF, à, quý thầy cô rồi sau đó mình chia sẻ với quý thầy cô là cái file Excel, đây là cái file Excel, và quý thầy cô sẽ thấy đây họ và tên nè cũng là điểm tổng điểm nè, rồi phần 1, phần 2, phần 3 mã đề, và ở đây chính là đáp án chi tiết, đó đáp án chi tiết từng câu một, đó cho học sinh sẽ xem. Đó, xem cho nên xem. Quý thầy cô thấy rất là tuyệt vời chưa? Rất là nhanh chóng. Như vậy là mình mới vừa chia sẻ cho quý thầy cô một cái app trên điện thoại dùng để chúng ta chấm cái phiếu trắc nghiệm với cái form mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 3 phần. Phần 1, phần lựa chọn, phần 2 là phần đúng sai và phần 3. Phần 3 là điền số. Chúc quý thầy cô trải nghiệm thành công. Mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn thấy clip hay và ý nghĩa, hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình được động lực cho những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Đăng ký kênh thì các bạn nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông rung để nhận được clip chia sẻ mới nhất của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng, kính chào.